Chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Hy vọng lớn nhất được hàng chục vạn gia đình Việt Nam ấp ủ 6 tháng 4 năm 1975 là hy vọng vượt biên. Nhớ lại thời điểm đó, hàng chục triệu con người sống trên nửa miền đất nước lúc nào cũng nôn nao xôn xao, tìm đủ mọi ngõ ngách, tỏa ra đủ mọi phương hướng, lên rừng xuống biển, ra bắc vào nam, chạy trốn chế độ cộng sản, đi tìm tự do. Trên con đường tìm về miền đất hứa, nhiều người trong số đó đã chẳng may mắn bị vùi thay trong biển cả, chạy gục trên rừng rậm, hoặc bị cộng sản bắt lại đem đầy ải trong các trại cải tạo. Bên cạnh đó cũng có những người may mắn vượt biên thành công, đặt chân đến quốc gia đệ tam, bắt đầu cuộc sống mới, có tự do, có no ẩm, để rồi theo năm tháng, thân nhân của họ cũng được lần lượt được đoàn tụ. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện vượt biên. Chiếc thuyền đưa 21 người xuất phát từ Bến Tre vào tháng 8 năm 1986, chạy trốn chế độ cộng sản, đi tìm tự do. Khi thuyền ra biển Đông thì bị hỏng máy, thuyền trôi linh đinh trên biển 8 ngày đêm thì được chiếc tàu đánh cá mà lai kéo vào bờ. Câu chuyện có tiêu đề Tôi vượt biên, tác giả Tèo Anh. Mời quý thính giả nghe tiếp phần 2. Đêm qua chúng tôi lại đi, phải đi vì người trên giàn khoan làm dự quả. Họ cho biết đây là giàn khoan của Indonesia. Chúng tôi đã đi quá xa, đi được một khoảng nửa thì ga chúng tôi bị trục trặc gì đó, không chạy được. Có cái chèo không? Bác Tám tôi hỏi lớn từ mũi ga dậm xuống. Có, có, để tôi kiểm đem lên. Có tiếng ai đó ở dưới giàn khoan ga đáp lại, và người này đem cái chèo lên cho ba tôi chèo. Ba tôi nói với bác Tám, giữa biển mà chèo cái gì, ăn thua gì đâu, chỉ cầm lại cho khỏi bị lạc hướng thôi. Bác Tám an ủi, biết phải làm sao hơn, bởi vận tốc như rùa này biết đi đâu được, thôi mình cứ ráng. Ba tôi tiếp, đương nhiên là mình phải ráng hết sức của mình rồi, nhưng anh biết đây là hải phận của Indonesia, mình phải quay lại thật xa mới đến hải phận của Singapore, hay còn xa hơn nữa mới đến Malaysia. Anh cũng biết Singapore không nhận thuyền nhưng nữa rồi, họ chỉ nhận là các tàu gặp thuyền nhưng dọc đường đem về mà thôi. Còn Indonesia, đảo Galang 1 và Galang 2 cũng đã sắp đóng cửa, duy nhất chỉ còn Mã Lai mà thôi. Mấy hôm rồi mình chạy ghe bằng máy, bây giờ trở ngược lại mà đi bằng chèo tay thế này thì mỉa mai quá. Ghe bồng bình trên biển cả, ba tôi chèo cho cỏ chèo để cho sóng biển khỏi làm ghe nghiêng qua nghiêng lại và để giữ hướng. Nếu không chèo thì chúng tôi lại một lần say sóng nữa. Ghe gần như đứng một chỗ chờ định mình, có thể nói là chờ khi hết lương thực, hết nước uống rồi chết. Từ từ chết từng người, như tôi đã được nghe các ghe khác gặp phải. Có ghe họ phải ăn thịt nhau để sống sót. Tôi liên tưởng đến ghe của chúng tôi, nếu vài ngày nữa thì sao? Có lẽ lại ăn thịt nhau, mà chắc người bị làm thịt trước nhất có lẽ là ba tôi quả. Vì trên ghe 21 người, ba tôi là người cô đơn nhất. Số còn lại là gia đình và thân nhân quen biết. Sau khi làm thịt ba tôi, người thứ hai không ai khác hơn là tôi. Đó là dĩ nhiên, không thể tránh khỏi cảnh này. Tôi đảo mắt nhìn một vòng quanh ghe, ai ai cũng thấy hung dữ quá. Tôi bỗng thấy lo sợ cho cảnh đơn côi thật nguy hiểm quá. Sau này tôi còn nghe nói họ định thả cha con tôi xuống biển. Điểm này cho thấy rằng nỗi lo sợ của tôi cũng không vô lý, vì rằng ba tôi và bác Tám biết rằng mình đã đi quá xa nên lẻn cho ghe hướng về Mã Lai cho mau hơn.
Nhưng những người trên ghe hiểu lầm rằng ghe còn trong hải phận của Thái Lan và hướng đó là về Việt Nam. Trời thật êm, biển thật lặng, chiếc ghe vẫn như ở chỗ cũ. Kinh nghiệm của những người đi biển là họ sợ cảnh lặng êm của biển như lúc này. Đó là dấu hiệu sẽ có cơn bão hay gió lớn sắp đến đây. Không bao giờ biển được lặng yên thật lâu. Thời gian lặng yên là chờ đợi cơn gió mới, cơn bão mới. Chiếc ghe nhỏ xíu của chúng tôi có chịu nổi cơn bão không? Dù là một cơn gió lớn, các ngọn sóng có thể ập đến che lật úp bất cứ lúc nào. Liếc nhìn về phía ba tôi với gương mặt điềm tĩnh tự tin, với người không có gì là tai biển cả, làm như có luồng điện truyền sự tự tin và điềm tĩnh từ ba tôi vào lòng tôi. Tôi cảm thấy an ủi và phấn chấn hơn. Trước mặt chúng tôi một chấm đen xuất hiện, đó là chiếc tàu đánh cá từ từ tiến về phía chúng tôi. Hải tặc. Vài người trong ghe chúng tôi nói, coi chừng hải tặc. Làn sóng hải tặc lúc này thật khủng khiếp, cướp của hạm hiếp đàn bà con gái, kể cả giết người rồi ném xuống biển. Họ cũng không từ. Đây cũng là tội của những người vượt biên đi trước, đem theo vàng bạc nhiều quá. Chỉ cướp được một ghe thì đủ làm giàu rồi, cần gì phải đánh cá cho mệt. Vì vậy, từ đó, thay vì đánh cá, họ săn mồi tàu vượt biên có lợi cho họ nhiều hơn. Chiếc tàu đánh cá càng lại gần. Một người trong chúng tôi nói, đúng là nó chĩa mũi ngay vào mình rồi, đúng là hải tặc rồi, làm sao đây? Ba tôi nói, nếu là hải tặc mình cũng không có cách nào trốn chạy hết. Hơn nữa mình không có vàng bạc của cải gì cả, cũng không có đàn bà con gái gì, đừng sợ. Tôi nghĩ đây là điềm lành chứ không phải điềm dữ đâu. Giữa lúc không có cơ hội để thoát ra vùng biển cả, giữa lúc đứng chờ sự chết thì một con tàu khác đến, ít ra cũng đem đến một cái gì để hy vọng hơn, cơ hội hơn. Chiếc ghe đánh cá biết chúng tôi là những người vượt biên, kinh nghiệm của họ cho biết là họ đã từng thấy những chiếc tàu như chúng tôi đã đi qua con đường này. Họ là hải tặc, bình thường thì họ là ghe đánh cá. Nhưng khi gặp tàu vượt biên thì họ muốn kiếm ít vàng trở thành hải tặc. Có ai mà biết được chiếc ghe đánh cá, đúng hơn là chiếc ghe câu cá, vì trên ghe chúng biết thấy những sợi dây câu có rất nhiều móc câu. Nhiều nổi, theo Việt Nam thì đó là câu dân hay câu ngoài biển. Họ còn có lưỡi, có lẽ họ vừa lưỡi vừa câu. Trên ghe chỉ có một người, người cho ghe của họ cập sát vào ghe của chúng tôi. Nếu so sánh thì ghe này lớn gấp 30 lần ghe của chúng tôi, và có lẽ giá trị gấp trăm lần, vì họ có trang bị đủ những thiết bị cần thiết. Người đàn ông có nước da thật sậm vì suốt ngày ở ngoài khơi phơi nắng, bắp thịt rắn chắc như lực sĩ vì suốt ngày phải dùng sức lực của bắp tay. Ông ta ra hiệu cho một người của chúng tôi. Anh ta lặp lại, chỉ một người của chúng tôi lên ghe của chúng để thương lượng. Tôi còn nhớ rõ chủ Hùng, người tướng đội lực lượng nhất trong chúng tôi, rất xứng đáng với tên Hùng, vì người rất anh hùng đại diện ghe của chúng tôi. Sau vài giây để đưa mắt đảo qua một vòng, như thể tham khảo ý kiến, như thể đo lường sự thành bại của quyết định này, anh nhanh chân nhảy qua ghe của địch thủ. Chúng tôi gọi là ghe của đối phương thì đúng hơn, vì chúng tôi chưa phân biệt là bạn hay thù, kẻ đối diện với mình là người tốt hay xấu. Sau khi chủ Hùng vừa bước qua ghe của họ thì lập tức họ cho chiếc ghe này chạy một vòng để đủ thời gian thương lượng, đủ thời gian để mọi người trên ghe của chúng tôi hồi hộp phụ vĩ, lo cho số phận của chủ Hùng không biết phải ra sao. Vì như là một con tin, như là một miệng mồi để câu cá, hay nói đúng hơn, chúng tôi như là lá
bài bị thiệt, họ có tổ bao nhiêu cũng được, bắt chẹt gì cũng được. Một lần nữa chiếc ghe đánh cá lại cập sát ghe của chúng tôi. Chú Hùng bước nhanh qua ghe của chúng tôi với vẻ nghiêm trọng. Chú nói: "Nó đòi phải đem hết tất cả vàng vòng của chúng ta cho nó, rồi nó sẽ chở mình về Mã Lai." Mọi người nhìn nhau ái ngại. Một người nói: "Dù sao ghe mình đâu còn đi được đâu." Một người khác tiếp: "Mình phải theo thôi, hết đường lựa chọn rồi." Sau đó tự động một người lục vật của mình đưa cho chủ Hùng và trao cho anh Mã Lai này. Sau khi lục soát xem có còn gì quý giá đáng kể lại nữa không, anh Mã Lai này ra hiệu cho mọi người qua ghe của anh ta. Chúng tôi thực hết sức lực, cả thể xác lực tinh thần, người nào cũng ệ oải, chậm rãi bước lên từng bước qua ghe của đối phương, như là không nỡ rời chiếc ghe thân yêu của mình, như là không muốn qua ghe khác, là ghe của định mình, rồi không biết sẽ đưa số mạng mình đi về đâu. Cuối cùng rồi mọi người đều qua được chiếc ghe mới này. Ghe mới, định mạng mới, một thay đổi mới, không ai nói với ai, nhưng cùng một động tác vẫy tay chào tạm biệt chiếc ghe thân thương, đã hết lòng che chở cho chúng tôi qua những đoạn đường dài nhiều kỷ niệm và đầy nguy hiểm. Anh Mã Lai chạy ghe Sara lại trợn chạy tới, út thực mạnh vào chiếc ghe nhỏ bé của chúng tôi. Một lần rồi hai lần, nhưng để cho chắc ăn thì chiếc ghe nhỏ xíu măng manh của chúng tôi đã bể tan, nước vô và từ từ chìm xuống biển. Tất cả chúng tôi 21 người đều xúc động trước cảnh giả biệt của chiếc ghe thân thương này. Tôi thầm nói: "Giả từ nha, người bạn thân mến, cảm ơn một lần nữa đã giúp đỡ chúng tôi." Tôi đưa tay vẫy vẫy lần chót vĩnh biệt. Chiếc ghé ở phút cuối cùng còn cố sức ngậm chiếc mũi lên để giả biệt, như là ngầm nói: "Tôi đã làm tròn sự mà vĩnh biệt những người thương thương." Nếu nói theo ông Trạng Quỳnh thì dù là đồ vật cũng có số mạng của nó, như là chiếc quạt cũng có số mạng, thì chiếc ghé thương thương của chúng tôi cũng phải có số mạng chở. Sau khi hoàn thành sự mạng đưa người vượt biên, dù là cổ hết sức nhưng chỉ đưa được, đúng hơn là chuyển giao được số người thành tâm để qua tàu khác. Chiếc ghé hy sinh bị vỡ tan tành và chìm dưới đại dương, để cho có lý do mà người Mã Lai phải báo cáo lại khẩn cấp cứu nguy. Số mạng của chiếc ghe đau thương quá, nước mắt tôi không sao cầm được, nó tuôn chảy như thương tiếc người bạn cùng đường cùng chia sẻ hoàn nạn, mà nay đành hy sinh thân mình, như lê lai liều mình cứu Chúa, như những người tớ trung thành bỏ mạng để chủ được bình yên. Tôi nghĩ những người khác cùng đều thương tiếc, nhưng không giống tâm trạng của tôi. Riêng tôi và chiếc ghe này cùng nhau khẳng khít. Từ khi còn nằm ù để chờ ngày lên đường, tôi được lệnh phải cắm dự và cùng ba tôi trẹt chai cho khỏi bị rỉ nước. Sự tan tành của chiếc ghe là ngoài sức tưởng tượng của tôi, ngoài ý nghĩ non nớt của tôi. Lúc bấy giờ tôi chỉ có ý nghĩ là một sự mất mát, một sự vĩnh biệt. Thương tiếc tức khóc. Chiếc ghe Mã Lai này quay mũi ngược lại với hướng của chúng tôi đã đi. Có lẽ là chúng tôi đã đi quá xa, quay lại hướng không độ mà với vận tốc thực nhanh, nhanh hơn không biết bao nhiêu lần vận tốc của ghe chúng tôi, mà phải chạy suốt 16 tiếng đồng hồ để cập đến Mã Lai. Chúng tôi không còn nhớ rõ nơi nào của Mã Lai, nhưng chúng tôi biết chắc rằng là ở tận miền nam của Mã Lai. Vì sau đó, sau khi làm thủ tục cho chúng tôi một ít thực phẩm, thì họ đưa chúng tôi lên xe buýt chạy tiếp tục lên hướng bắc của Mã Lai. Khoảng 18 tiếng đồng hồ chạy suốt nửa để đến trại chuyển tiếp trước khi vào đảo Bi Đông, người đánh cả Mã Lai dẫn chúng tôi đến một ngôi làng nhỏ. Họ
họ nói với nhau bằng tiếng địa phương, có lẽ là tiếng thổ ngữ Mã Lai. Vì tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng tôi đoán là người đánh cá này nói lại hay báo cáo là ghe chúng tôi đã hết lương thực, ghe bị hư máy và vô nước sắp chìm. May mà gặp anh ta đem vô đất liền để tị nạn. Lúc 7 giờ là tàu vượt biên hàng ngày, người Việt Nam hàng ngày đến trại tị nạn Mã Lai. Cho nên ai ai cũng biết người dân làng Mã Lai thật tốt bụng, biết chúng tôi đói và khát. Họ đem đến cho chúng tôi nào bánh mì ngọt, được trái cây đựng trong hộp giấy. Lần đầu tiên trong đời tôi được trông thấy và thưởng thức nước trái cây đựng trong hộp giấy. Thật là ngon tuyệt, bánh mì thật xốp, vừa đủ ngọt, thật là ngon miệng. Sau 8 ngày đêm đói khát trên biển cả, đứng sắp hàng để ghi tên làm thủ tục mà hai chân tôi như mất điều khiển. Có lẽ vì lâu ngày không được đứng, hai mắt tôi làm như hoa lên, nhìn vật gì cũng xoay tròn, mọi vật đều xoay tròn trước mắt tôi. Có lẽ là từ trên ghe lâu ngày say sóng, rồi quen dần ở trên ghe, đã hết say sóng thì bây giờ lại say đất. Tôi hỏi mọi người chung quanh thì biết là họ cùng một cảm nhận say sóng như tôi. Bây giờ lớn lên tôi mới hiểu là trong cơ thể con người có cơ quan làm thăng bằng để mắt tai cân bằng với độ nghiêng qua nghiêng lại. Nó cần một thời gian để quen với ngoại cảnh, với tích ẩn được sau khi tịch thu hải bàn và một số đồ vật. Có lẽ là họ tham lam, hay là để dễ nói với cấp trên là ghe Việt Nam này thiếu phương tiện đi biển, cần sự giúp đỡ. Họ đã gọi một xe buýt thật lớn để di chuyển chúng tôi về trại chuyển tiếp. Theo tôi, chiếc xe buýt này là quá khang trang, quá mới mẻ và quá rộng rãi đối với kiến thức của tôi. Một người Việt Nam ở quê chưa từng đi, chưa từng thấy phương tiện di chuyển tinh tiện như vậy. Chiếc xe buýt đi thật mau, chạy trên đường siêu tốc, không gặp ngã tư hay ngã ba cản trở. Có khi phải chui qua núi thật lâu, có khi phải chui vào đường hầm nhận hướng bắc mà chạy. Chắc chắn là chạy từ miền nam của Mã Lai lên hướng bắc để đến trại chuyển tiếp trước khi qua đảo Bi Đông. Tại trại chuyển tiếp, ba tôi gặp được người quen từ đảo Bi Đông qua để đi tị nạn. Ba tôi nhờ người này đánh điện tín cho người nhà tôi ở Việt Nam hay rằng tôi và ba tôi đã đến được đất liền và tị nạn. Chúng tôi được những người tị nạn đến trước hướng dẫn phát cho mỗi chúng tôi một gói mì ăn liền. Chúng tôi cũng được cho mượn một người mùng và chiếu để ngủ một đêm trước khi qua đảo Bi Đông. Tập họp chúng tôi lần lượt nghe tên mình trong danh sách để đi qua đảo Bi Đông. Đi bằng chiếc tàu nhỏ thật dễ thương, đầy đủ tiện nghi, với 24 chỗ ngồi thật khang trang. Vượt sóng trực chỉ Bi Đông với một tốc độ nhanh như xe hơi chạy trên đất liền. Tôi thầm nói rằng nếu mà vượt biên được như chiếc tàu này thì sướng biệt mấy. Nhưng nếu sướng quá như vậy thì có lẽ ai ai cũng vượt biên. Như vậy vượt biên đâu có giá trị gì nữa. Có khó, có hiểm, mấy quỷ mà. Đảo Bi Đông từ xa xa đã thấy bọn người chi chít. Còn hơn 7.000 người tị nạn trên một đảo nhỏ, với những rặng dừa thật cao, những cái dừa ổn tông teo cao vút, thỉnh thoảng mới thấy một trại dừa gần bãi biển. Dưới một gốc dừa cỏ ái đỏ đã xây một tượng bằng xi măng hình một cụ già ôm đứa cháu ngoại thật cảm động. Câu chuyện của một chiếc tàu vượt biên trên biển cả đã bị chết gần hết. Khi lên đến đất liền chỉ còn hai ông cháu. Đứa cháu bị bệnh nặng vì đói kiệt sức, vì lâu ngày trên biển cả. Ông cụ ôm cháu đến khi cháu tàn hơi. Đau khổ vì đứa cháu chết trong vòng tay mình, ông cụ đang nín lặng ngồi dưới gốc dừa. Thì chẳng may, từ trên cao một trại dừa đình màng rớt ngay vào đầu ông, để tiệc đưa hồn ông về với cháu. Người ở đảo thường nói vượt biên có số, định cư có phần. Đảo Bi Đông, một xã hội nhỏ,
một nước Việt Nam thu hẹp cũng có đủ hàng người tốt xấu, tốt đến xấu, cũng có chùa chiền Phật tử thật đông, cũng có nhà thờ công chiêng thật tấp nập, từ nhà thương trường học điều chật ních bệnh nhân cũng như học trò, những người vượt biên có số những định cư không có phần thì cũng chỉ một diện tích khá lớn đối với hòn đảo khá nhỏ này. Đó là những người định cư vĩnh viễn trên hòn đảo Bi Đông, số mạng hẩm hiu của họ được định sẵn và được danh dự mang tên nghĩa trang của những người tìm tự do. Thực ra một số đã tự nạn trên biển cả để tìm đường tự do, và một số khác vì bệnh hoạn không thoát khỏi vòng tay của tử thần đã lìa trần trên hòn đảo định mạng này. Hàng năm một số đã được lấy cốt, một số mồ hoang có lẽ vĩnh biệt vô thừa nhận và sẽ chôn vùi theo năm tháng. Chúng tôi vượt biên đến đảo này là lúc có chương trình sẽ đóng cửa đảo. Lúc đó với tuổi non nớt của tôi chưa hiểu đóng cửa đảo là gì, đảo làm gì có cửa mà đóng, và làm sao để đóng cửa, sự ngô nghê và thắc mắc của tôi mãi nhiều năm sau vẫn chưa thỏa mãn, vì số người ở đảo vẫn tăng mặc dù không còn những người nào vào đảo nữa. Tại sao bây giờ tôi mới nhận ra rằng đạo đúng là một xã hội, nghĩa là có tự thì có sanh, và hàng tuần tại nhà thờ có không biết bao nhiêu cặp đã làm đám cưới, họ ghép hồ sơ, làm lại hồ sơ, thêm người bớt người làm khai sanh hôn thủ. Thật là một xã hội nhỏ, một xã hội phức tạp. Không lúc nào tôi nhớ nhà hơn lúc này, mà tôi, hai chị và một đứa em trai không biết lúc này đang làm gì. Những người ở đảo thường kể rằng có những người vượt biên trước thì vợ con của họ vượt biên sau, vài tháng sau thì họ đoàn tụ tại đảo này. Tôi cũng hy vọng rằng mã tôi sẽ vượt biên theo sau. Một lần có tàu nào cập bến để tị nạn, tôi đều đến để thăm họ, để mong sao gặp được mã tôi. Tôi tưởng tượng rằng khi gặp lại người từ xa, tôi sẽ chạy lại ôm thật chặt mà òa lên khóc. Mã tôi, người tôi mong đợi thương nhớ, cứ ở quanh quẩn đâu đây, trong giấc ngủ nào, trong giấc ngủ nào tôi còn điều thảy mã. Khi tỉnh giấc tôi không muốn thức dậy, tôi muốn trở về với chim bao, và tôi muốn chim bao là sự thật. Nếu có phép màu nào làm ngược lại thời gian và hỏi tôi rằng tôi còn muốn vượt biên hay không, tôi thành thực trả lời rằng tôi sẽ ở lại với mã tôi. Tại sao? Vì vượt biên khổ quá, họ đã chết từ 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 bờ biển Việt Nam. Có cả tàu khi ra đi là 120 người, khi đến đảo chỉ còn 20 người. Chủ chính, người ở chung nhà với tôi, đầu cạo trọc lóc, vì chủ văn phải rằng khi đến được đất liền thì chủ sẽ cạo đầu ăn chay. Chủ cho tôi biết trong tàu của chủ khi ra đi là 85 người, nhưng hơn 40 ngày đêm linh đinh trên biển, khi đến đảo chỉ còn bộ người sống sót nhờ ăn thịt nhau mà sống, phải đoàn mì. Đã điều tra từng người và kết quả sự thật là thế. Bộ người này vẫn chưa được đi Mỹ dù họ đã ở 3 năm. Chủ đoán rằng có lẽ phải đoàn Mỹ cho rằng bộ người này giả mang quả, giảm ăn thịt người. Thực ra không phải chỉ bộ người này mà còn rất nhiều chiếc tàu họ đã ăn thịt nhau để sống. Chủ năm, người mà ở đảo gọi là người giàu nhất, họ kể rằng trên tàu của chủ có hơn 100 người, khi đến đảo thì chỉ còn lại một mình chủ mà thôi, với hai túi sách đầy vàng gồm vàng lã, vàng thẻ và cả hột xoàn cùng các nữ trang hơn 100 kỷ. Dĩ nhiên chủ sách một mình không nổi, phải đoàn điều tra thấy trên tàu còn mấy khẩu súng, mấy viên đạn bắn ra cách đây không lâu, nghi ngờ rằng chủ đã bắn chết người cùng tàu rồi cướp của. Họ đã bắt nhốt chủ hơn 6 tháng trời mới thả ra. Hiện chủ như người mất hồn, nửa khờ nửa tỉnh. Chủ thân mật kể với tôi rằng số vàng này phải đoàn Liên Hợp Quốc giữ,
cho đến khi nào chú được đi định cư mới trả lại cho chú. Chú còn cho biết có một số vàng lạ nhiều hơn. Số vàng này mà chú đã chôn nó ở một bãi biển cách đây khoảng một tiếng đồng hồ chạy ghe. Chú nói tới con nhỏ dễ thương, giống con của chú đã chết trên chuyện vượt biên này. Chú thành thực hỏi, khi tôi qua Mỹ ở đâu? Khi nào chủ định cư sẽ tìm tôi và hứa chắc chắn sẽ cho tôi một số vàng để làm vốn. Chủ tâm sự rằng người nào cũng cho rằng chủ ác. Thực ra mấy cái súng còn khét mùi khỏi đàn vì mọi người trên ghe phải chống trả lại với bọn cướp. Một cuộc ác chiến quyết sinh tử sống còn giữa người vượt biên và bọn hải tặc. Nếu chủ bắn chết người trên tàu, tại sao bắn luôn được con của chủ? Chú hỏi có tin chú không? Tôi trả lời tôi tin chú lắm. Chú ôm tôi khóc nức nở. Chú nói chỉ còn một mình con tin là đủ rồi. Tôi sợ quá, chú đã nổi cơn điên, gọi tôi bằng con và chú khóc như con nít. 10 phần 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Câu này không biết từ đâu và sẽ đứng ở trường hợp nào. Còn tôi biết thì vượt biên, người Việt Nam đã hy sinh nhiều quá. Tôi muốn kể sự khó khăn của người tị nạn ở trên đảo, từ thiếu thức ăn phải ra biển câu cá. Nếu cảnh sát Mã Lai bắt gặp thì bị đánh đập tàn dựng. Họ phạt gạo để nấu cơm, nhưng không cho lên rừng để đốn củi. Những người đi đốn củi lậu chẳng may gặp cảnh sát Mã Lai thì ăn đòn bầm mình. Nói đến cảnh sát Mã Lai, người đen thui sắc mặt lúc nào cũng đầy sát khí, trên tay không rời cây đùi cui, sẵn sàng bổ lên đầu những người nào mà họ không thích, không cần lý do, vì lý do thì họ tự tạo. Như là trên đường đi tắm biển, trên đường đi câu cá, trên đường đi đốn củi. Thực ra trên đường thì ai ai cũng có thể là nạn nhân bất cứ lúc nào. Ai mà không đi trên đường vì khốn khổ có hàng. Tôi muốn kể lại thật nhiều, nhưng mục đích chính chỉ là gợi lại kỷ niệm chiếc ghe nhỏ mà ba tôi và tôi phải chịu oan tình. Trên chuyện hành trình 8 ngày đêm đổi khác, mong sao 21 người trên chuyện ghe định mạng này đã định cư, dù ở Mỹ, ở Úc hay ở đâu cũng được may mắn và thành công như sở nguyện. Kính thưa quý thính giả, trên đây là câu chuyện vượt biên. Chiếc thuyền đưa 21 người xuất phát từ Bến Tre vào tháng 8 năm 1986 để trốn chế độ cộng sản, đi tìm tự do. Khi thuyền ra biển Đông thì bị hỏng máy. Thuyền trôi linh đinh trên biển 8 ngày đêm thì được chiếc tàu đánh cá của Mã Lai cứu vớt đưa vào bờ. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.